Ok, vậy hello, xin chào mọi người, mình là Ngọc đây. Thì ngày hôm nay Ngọc tiếp tục trở lại là video nữa cho mọi người cùng xem. Thì chị mà Ngọc có lướt được một cái video có một cái đèn, và cái đèn rất là to luôn đấy. Xong rồi có chữ là xanh ấy. Xong rồi Ngọc cũng kiểu trời, xong rồi sẽ mới vậy cái thành ra cái đèn này có hình như cái cung nữa, rồi là cái cung cái mũi tên hình chiếc gì nữa. Đấy, cái nó chạy ngang kiểu màu xanh gì này. Xong rồi Ngọc mới có ý tưởng cái gì của hai cái đèn giống như là cái đám cưới. Cho nên là Ngọc có ý tưởng là hôm nay mình sẽ mô phỏng lại lễ cưới của chị mèo xanh. Bức tranh này thì Cẩm cũng vẽ theo một cái thumbnail cũ khoảng 2 năm trước của hai anh chị. Cẩm sẽ để lại đây ha. Đó, thì là vẽ như vậy. Và đặc biệt là Cẩm không phải vẽ bằng màu bình thường, mà Cẩm vẽ bằng 20k 25k, cụ thể là 20k.